trở lại với Timote. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một số đặc biệt ăn chân gà Trung Quốc. 5 người. Thực ra thì hôm nay là một số rất đặc biệt. Sẽ là một số chia tay thư. Xúc động ý. Em gái của mình đi Sài Gòn mọi người ạ. Đó, bọn mình ngồi ở một cái bối vô cùng quen thuộc. Là cái bối đầu tiên mà bọn mình thực hiện coi số đầu tiên của Timote. Rất là Trung Quốc. Rất là tệ. Đúng rồi, đồ cựa 15 nhìn... người khác thảo nào rất như đưa mình ạ. Triệu mấy view ấy, đấy đấy. Số đầu tiên cũng là số nhiều view nhất. Đấy, thì ngày hôm nay bọn mình sẽ ngồi đây để nói những lời mật ngọt với Thư. Nhân dịp Thư đi Sài Gòn. Sau khoảng tầm một năm rưỡi nhỉ? Một năm rưỡi làm với nhau, ngày hôm nay có lẽ sẽ là cái ngày duy nhất là bọn mình nói những cái lời gọi là tử tế và không thật lòng nhất về Thư. Biết rằng lời nói dối đó không thật, nhưng tại sao anh vẫn muốn nghe người ơi? Mong các bạn xem đến hết video này. Em cố gắng giữ cho nó những cái gì mà kiểu tốt nhất để nó còn đi làm một chỗ khác. Mấy hôm nay không dám gặp nó để còn giữ lại những cái gì tốt đẹp, chứ gặp nhìn thấy mắt nó một cái là mẹ. Bình thường là bọn mình quay video là theo kiểu vui tươi nhộn nhịp, thì hôm nay cái video này sẽ trầm hơn một tí. Buồn đi mọi người. Ừ, hôm trước em có dặn mọi người là ngày hôm nay bọn mình sẽ quay tử tế. Ai khóc được thì cứ khóc nhé. Em nói bảo chúng mày khóc rồi, chúng mày khóc. Vâng, thì khóc. Bây giờ em cũng chưa có cảm xúc, đến tí nữa. Tí nữa em sẽ khóc. Nói về cái lý do mà Thư đi thì có lẽ là sẽ để cho chính chủ tự chia sẻ. Còn bọn mình là những người ở lại. Chưa bao giờ thấy buồn như này, kiểu buồn, kiểu buồn cười ấy. Từ trên nói mất, không hiểu ta lại bỏ đi như thế. Thì bây giờ mình ngồi đây. Em là một trong những người mà biết, gần như là biết đầu tiên việc Thư đi. Nhưng mà em mỗi khi nghe nhắc lại em vẫn cảm thấy buồn mọi người ạ. Ừ, buồn. Buồn cười. Bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi. Ồ vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Thì em cùng team với cả Thư từ những ngày đầu tiên vào trong văn phòng này. Ờ đúng rồi, team đấy. Thì những cái ngày đầu tiên rất là gắn kết, bởi vì bọn em không biết ai cả. Thì hồi đấy có em, Thư, Hà, chị My này với cả anh Thịnh này. Thì cái team đấy đến tận bây giờ vẫn hoạt động với nhau. Đấy, kiểu rất là tình thương, mến thương. Hiểu Thư và biết khá rõ về Thư đấy mọi người. Rồi em chơi... chung chủ đề chính đi. Thư là một người rất là làm việc tốt mọi người ạ. Thư rất là làm tròn trách nhiệm của mình. Đấy, công nhận. Đúng rồi, Thư rất là... Anh cảm giác hồi đến Thư nó là đứa chăm nhất trong ba đứa mày hay sao ấy. Không, ba đứa chăm như nhau, anh nói hết tổn thương. Tổn thương gì? Người ta mới vào. Thật, bọn em mới vào, chăm bọn em... Như nhau. Chẳng có vẻ vào lười là nó làm thôi. Thực ra nếu như mà các bạn xem lại những cái số có một cái số mà Timote có nói chuyện với nhau về một lần kể hết ấy, thì bọn mình nói khá nhiều về Thư rồi. Bây giờ thì thực ra thì bảo tôi quá thời gian làm việc với Thư thì chỉ đang quen cái kiểu nó làm hết rồi. Bây giờ tự nhiên em không có làm, anh nói thì em buồn chết. Nó làm gần hết rồi đấy, rồi nói chung là việc 100% về Thư nó làm ở tầm 80-90, Huyền làm 10, mình không làm gì đấy. Từ rồi nhá, anh nghĩ con tên đó, anh đang trách bài nhá, anh nghĩ cái đồ nhá. Đến bây giờ thì cái việc mà Thư mình vẫn không thể tin rằng là cái việc mà Thư nó đi nó đã sắp đến nơi rồi. Thứ nhất là nó cũng có cái gì đấy nó hơi trống trống một chút đấy, mà vì Thư là một đứa chăm, phải công nhận là nó rất chăm mà nó có cái tinh thần trách nhiệm cao. Bọn mình thì thực ra là có việc thì vẫn làm thôi, nhưng mà nó thì nó chủ động hơn mình, công nhận đi, nó chủ động hơn anh em mình. Nó chủ động cover tất cả mọi việc, rồi quán xuyến tất cả mọi thứ. Đấy là một cái mà gọi là đức tính rất tốt của Thư. Bọn mình rất là trân trọng cái đấy. Nãy rồi nói tốt rồi, bây giờ em sẽ nói xấu, em sẽ kể xấu rồi nói nhá. Hỏi. Đầu tiên là hỏi nhá, thứ hai là tóc bết nhá. Thứ ba là mông to. Nhưng mà nó một đĩa. Thì là hơi ngáo ngáo này. Thì em Thư của mình cũng là một người rất là chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc. Và cũng là một người em mà rất là nhiệt tình trong các hoạt động đi đú bẩn của các anh chị. Nhiệt tình lắm chị, nhiệt tình lắm. Mình thì không trong team gọi lên hình nhiều, nên là Thư thường là một người rất có trách nhiệm về các bài của T. Thư sẽ check bài này, xong các nội dung các thứ. Thì mình cảm thấy là đấy cũng là một đức tính gọi là tốt đấy. Đức là phải tính như vậy. Tính nghe nhá. Đức tính Thư mà. Chắc là cũng hết rồi nhỉ. Thư có thế thôi đúng không? Thế thôi đúng không? Khi mà lần đầu nhìn thấy Thư ở văn phòng, xuất hiện ở văn phòng thì mình có thấy Thư rất trông rất là thư sinh. Thư sinh á? Thư sinh. Thư sinh. Thư giãn luôn. Không. Thư sinh. À, sinh.
Xong rồi khi mà làm việc cùng với Thư thì khi làm việc với Thư thì mình cảm thấy rất là thư giãn. Bắt đầu vào chuyện. Mỗi khi làm việc với team UT ấy, khi mình quay team UT thì có vấn đề gì thì người đầu tiên mà mình hay inbox và mình hỏi là Thư. Chứ mình sẽ không inbox những người này bởi vì là mình cảm thấy nó hơi bị vô dụng. Như thế hơi nhột. Thế là hôm anh em mình thế là hôm nay kiểu Thư không ở đây thì kiểu mình đến lúc mình đến đây ấy, xong rồi mình hỏi là thế hôm nay quay cái gì, xong kiểu mình bối rối, mình không biết phải đi hỏi ai, xong mình hỏi Huyền. Huyền lại bảo anh đợi em tí nữa này nhá, content hôm nay là tôi làm, tôi ra nội dung, tôi kêu gọi mọi người tôi muốn không ai ghi nhận cái cố gắng của tôi nhá. Sốt sắng ấy, nó làm cái gì nó cũng sẽ sốt sắng là kiểu chứ từ hôm nay quay này coi nhưng mà mọi người phải như này như kia lúc nào nó cũng kiểu sồn lên, tức là nó làm cho mọi cái công việc nó có cảm giác là tốc độ nó đang rất là nhanh, mặc dù là thực chất ra thì tốc độ nó vẫn chậm như thế thôi. Đấy, nhưng mà nó có cái tinh thần là nó thúc đốc mọi người để kiểu nhanh lên đấy, cảm giác của nó như thế chứ không phải là bọn ta không làm. Ô vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Đấy thì như bọn mình cũng nói rồi, mình cận đây đã đấy trên nhạc muôn ấy. Buồn ngủ anh ạ. Thực ra nói thì nói, bọn mình vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Thực ra trước đấy thì Thư cũng đã nói với bọn mình là năm sau thì nếu như không dịch thì em sẽ đi du học, còn dịch thì em vẫn ở lại với anh chị. Nhưng mà cuối cùng thì như chúng ta đã biết thì chúng mình đã ăn cú lừa. Đó, một cú lừa ngoạn mục. Nó cũng không đi du học đúng không? Còn nó cũng không ở lại luôn. Đúng rồi, mình cũng cảm thấy khá là sốc, nhưng mà sốc độ 5 giây. Mình tìm được ngay đối tượng phù hợp tiếp theo, đấy là Thảo. Nhưng mà cái chuyện mà Thư đi du học nó khá là gian nan và vất vả. Xong rồi nói chung là cuối cùng thì mình cũng phải nên cảm thấy vui cho Thư. Bởi vì cuối cùng Thư cũng đã được hoàn thành ước nguyện là được đi. Nhưng mà nó thích đi Úc cơ. Vâng, bạn ấy thích... bạn ấy bạn ấy thích đi Úc mọi người ạ. Nhưng mà do dịch nhá, năm ngoái là định đi Úc rồi, nhưng mà do dịch đúng không thì lại bị hoãn không đi được. Sau rồi năm nay thì vẫn quyết định là sẽ đi vào trong Sài Gòn để vào trong rồi biết học. Sau bao nhiêu trắc trở đúng thì vẫn quyết định bỏ chúng ta mà đi. Thực ra thì cái việc mà Thư nó đi thì nó công tác tư tưởng cho bọn mình cũng khá lâu rồi. Bọn mình biết trước mọi người ở văn phòng, biết trước anh Huy lâu, anh Huy cái gì nó cũng là người biết cuối cùng mà. Cái lúc gọi anh biết thì bọn em phải biết trước anh nửa năm. Đấy thì tức là Thư thì nó cũng đã công tác tư tưởng cho mình từ trước rồi, để cho gọi là mọi thứ nó không bị gấp gáp, mà mọi người có thời gian để chuẩn bị rồi có những cái dự định khác ở trong tương lai. Đấy còn chắc là sau này em ấy về đây thì bọn mình vẫn chào đón thôi. Không, em bảo đi là đi luôn, không quay lại nữa. À thế là thế. Nghĩ cho kỹ vào. Thì chắc còn mình thì sau khi nghe tin đấy thì mình lại kiểu mình lại phải thân với hiệu thuốc hơn ý, bởi vì là nhiều lúc mình hay bị táo bón mà không có Thư thì nó cũng hơi khó xử. Chẳng hạn như năm sau mà muốn đi câu mực thì cũng hơi khó. Năm sau muốn đi câu mực thì phải thuê khách sạn. Đấy, không có biệt thự mà ở nữa. Khổ lắm. Thư bảo của em là ví dụ mà hết dịch ấy là sẽ cho bọn mình sang bên Trung của trực tiếp vào món ăn Trung Quốc luôn chứ không phải là order về đây nữa mọi người. Đấy là câu chuyện xa lắm. Ừ nhưng mà hơi xa. Ô vui quá xa là vui. Chúc bạn mọc nhiều tóc bạn ạ. Đi đến nơi uống nước ăn không khí mới á, nước mới á, là mong là cái đường tóc của mình nó sẽ kiểu mọc thuận ra lợi hơn. Thuận lợi hơn, tất cả các đường mình thuận lợi hơn. Ừ, đấy. Nó cũng đỡ bết đi nhiều đúng không em? Thì mình chúc Thư vào trong Sài Gòn thì sẽ là công tác tốt, học tập thật tốt, và giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà và dũng cảm nha. Đầu tiên thì trước khi chúc Thư thì cũng phải gửi gắm một vài lời đến team Sài Gòn. Tức là Thư thì cũng không phải là nghỉ hẳn S-Channel, Thư vào đấy thì cũng sẽ làm việc tại S-Channel thôi, nhưng mà là S-Channel Sài Gòn thì có lẽ là sẽ đảm nhiệm một cái công việc khác, take care những cái công việc ở hậu trường nhiều hơn là những cái công việc lên hình như là công việc chính của Thư ở đây. Thì cũng mong team Sài Gòn là hỗ trợ em nó hết mình, gửi gắm người em gái thân yêu vào trong đấy thì mong là Thư cũng sẽ có một cái sự hòa đồng tốt với cả cái môi trường mới, hòa nhập với cả mọi người ở trong đấy. Mọi người trong đấy thì thân thiện mà. Thư thì trước uống rượu căng với các chị một lần rồi đúng không? Chúc Thư đạt được cái mà mình mong muốn, cái mục tiêu mình đặt ra và hoàn thành được cái mục đích mà phải đi xa nhà vào trong tận miền Nam để làm gì, thì hãy hoàn thành tốt được cái việc đấy để cho cái chuyến đi và những con người mà bị em bỏ lại ở đây này, người ta cảm thấy là phần nào đấy xứng đáng với cả cái việc em bỏ đi. Chứ em vào đấy mà ngày em đi lắc đêm em đi quẩy thì không được đâu em ạ. Chết luôn, nhất là cái loại mày ấy. Mong là cái môi trường mới của Thư sẽ giúp Thư gọi là thăng tiến lên.
là vào đấy chúc em có nhiều người yêu nhá. Ờ, mình chúc Thư vào đấy thì nói chung là cái khối lượng công việc em nên điều chỉnh để sao cho em có một cái cảm xúc thư giãn nhất ở trong Sài Gòn, bởi vì là anh để khí hậu trong đấy nó khá là nóng, mà với tóc bết như em mà em cứ chạy đi chạy lại thì nó mệt lắm. Em cố gắng điều chỉnh công việc cho phù hợp nhá. Em có đôi lời muốn nhắn nhủ đến anh Huy, là bởi vì là vì Thư sắp đi Sài Gòn, em không rõ là ở trong văn phòng Sài Gòn thì có bao nhiêu cái nhà vệ sinh nhưng mà em hy vọng là anh sẽ sắm thêm đôi ba cái nữa, vì em nghĩ là tình trạng đi vệ sinh của mọi người sẽ gia tăng, ai bị táo bón thì sẽ được giải quyết triệt để. Và đó là những cái chia sẻ của mình về Thư đó. Còn tiếp theo thì bọn mình sẽ có một bí mật to lớn dành cho Thư, và cũng như là một món quà bất ngờ dành cho em ấy. Các bạn sẽ cùng chờ đợi xem là bọn mình sẽ có bất ngờ gì dành cho Thư nhé. Anh Huy làm gì đấy? Anh Huy làm mọi người tạo bất ngờ cho anh mà, anh biết mà. Không biết dư nào nhưng mà thôi kệ. Oh. Ăn rồi xong rồi nhá. Thay mặt F Channel chúc Thư đi thành Sài Gòn sẽ phát triển bản thân nha, thành công nha. Quá, tự dưng không phải mình, tự dưng mình ngồi đây để nhận bánh đó. Nào, nào, cảm nghĩ của em hiện tại nào. Em không biết. Cảm nghĩ hiện tại à? Em rất là xúc động ý. Vì em không ngờ được rằng là em tưởng chị bảo là con Thư đi thì đá đít con đi đi. Chị bảo thế thật mà. À, nhưng mà... Như lời mà em. Đấy, đây là tình cảm mọi người dành cho em nha. Đây là mọi người có món quà dành cho em. Em rất nghiêm túc nha. Là em vào Sài Gòn nhưng mọi người vẫn yêu thương và liên lạc với em. Em ơi, em biết là điều ước bảo sao không? Đúng không? Bắt quả, bắt quả, bắt quả. Vâng quá. Lotion dưỡng tóc, da đầu từng sợi tóc ngay từ gốc, chống rụng tóc. Nói chung là qua cái món quà này thì anh chị là có ý như thế này, tức là cái việc dưỡng tóc là một chuyện thôi, mong là em còn giữ được tóc để dưỡng. Đấy, cái điều quan trọng đó, hiểu không? Tại anh đây, tại anh giờ cả thế giới, tất cả những người xem video đều biết em ít tóc đấy. Không phải em ít tóc mà em hỏi. Bình thường người ta nghe tiếng người ta không xem hình cả mày. Món quà tiếp theo. Đó, cái này thì thiết được này, nếu phải là để em đỡ bếp đầu hơn đúng không? Đúng rồi, đầu em quá là bếp chứ. Nói chung là... Cảm ơn, được chưa? Cảm ơn các anh chị, cảm ơn Mộc Thảo và tất cả mọi người khán giả và các mọi người trong công ty. Thời gian vừa qua là đã luôn đồng hành cùng em và che chở em, bảo vệ em. Đôi lúc anh chị cũng có phần bắt nạt em nhưng mà em vẫn rất yêu mọi người. Thôi thôi thôi. Giờ nói bắt nạt nói gì anh? Thôi đùa đây, đùa đây, đùa đây. Các bạn thấy không? Thôi mọi người ơi, cứ như kiểu tra khảo em sợ rung, cầm tay, cầm tay. Cái việc em ngồi một mình là lựa chọn của em chứ không phải lựa chọn. Cho em rời team UT là bởi vì em thay đổi nơi làm việc và nơi công tác vào trong Sài Gòn. Em vẫn sẽ làm ở S Channel nhưng mà làm bộ phận khác, vị trí khác ở trong Sài Gòn. Nên là em đành phải rời bỏ UT, rời bỏ Hà Nội để có một tương lai khác. Con đường đi mới. X Channel Hà Nội không cho em tương lai à? Không, ý rằng là em có con đường riêng của em về học hành, về sự nghiệp. Thì em nghĩ rằng là em thử thay đổi ở trong Sài Gòn xem là có gì khác không. Đơn giản thôi, mình còn trẻ mà, mình đi đâu thì mình thấy hợp là hợp được. Em có định về team UT nữa không? Em nghĩ rằng là em khi đã quyết định ngồi vào đây rồi đi rồi là chị Huyền không cho em có cửa để trở về UT nữa đâu. Đó là thứ nhất là có được đồng đội, thứ hai là có những trải nghiệm, và thứ ba nữa là có các bạn fan ủng hộ. Đó, đó là ba thứ mà em cảm nhận được. Kính lão đắc thọ bắt đầu từ anh Đức trước nhá. Thứ nhất là đối anh Đức hói hơn mình nhá. Thứ hai là anh Đức rất hài hước, nói chung là số nào có anh Đức là mình không phải lo là số đấy có bị nhạt hay không nữa, bởi vì sự nhạt của mình là quá đủ rồi. Anh Đức có thể cân được hết, sự mặn mòi anh Đức cân được hết cho mình. Chị Huyền thì cảm nhận rất là sao nhỉ? Đôi lúc chị Huyền hay thẳng thắn với em quá, làm em hơi sao nhỉ? Hơi buồn, nhưng mà nghĩ rằng là tính thật thà của chị Huyền thì đó là
điều tốt và thi thoảng chị Huyền kiểu sao nhỉ? Như kiểu một người chị ấy, luôn kiểu yêu thương mình ấy. Thứ ba nữa là về người bạn thành viên mới là Mộc Thảo. Thì thực ra rằng là chúng mình có thể có nhiều bạn có ý kiến về Mộc Thảo, nhưng thực ra rằng là kể cả mình, cả anh Đức và chị Huyền đều cũng rất là cân nhắc và thấy rằng Mộc Thảo là người là sự lựa chọn hợp lý nhất. Và chẳng qua là bạn ý mới, thế nên là vẫn còn chưa quen ấy. Thế thực ra là Thảo vẫn còn những khía cạnh đằng sau nữa, và mình nghĩ rằng là rất là hợp với Timothée, và mình rất là tự tin khi để Thảo vào thay thế mình và mang một màu sắc mới cho UT. Đến về edit là anh Trung thì thực sự rằng là mới đầu thì những cái video đầu ấy, đúng thật là em vẫn chưa thấy có gì mới. Nhưng mà về sau ấy, anh Trung làm việc với UT khá là nhiều, thì qua thời gian thì bắt đầu chất lượng video đi lên hẳn. Và đến mức rằng là em rất là tự tin ấy khi mà để giao video vào tay anh Trung, bởi vì anh Trung edit rất là kỹ. Và thứ hai nữa là cái gu của anh Trung rất là hợp với UT rồi. Ví dụ nhá, các bạn thấy rằng là những edit khác mà edit video cho UT ấy, nó khác, màu sắc khác hoàn toàn luôn á, style cũng khác hoàn toàn luôn á. Nhưng mà khi để Trung edit thì em rất là an tâm luôn ấy. Có khi là chỉ cần check một lần, ok là lên được luôn. Còn về bông, bông quay sao nhỉ? Bông quay rất là chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi chậm trễ, xong rồi hơi lươn tí thôi. Hơi bị lươn thôi, nhưng mà bông quay rất là chuyên nghiệp. Bông căn góc rất là tốt và bông căn góc xinh cho em với chị Huyền. Em chúc cho team UT khi không có em ở đây thì mong mọi người vẫn luôn giữ vững phong độ, có những hướng đi mới, phát triển hơn, tạo ra được nhiều content lạ hơn. Đó. Và mong mọi người vẫn luôn nhớ đến em và yêu em, chứ đừng đá em nữa nha. Yeah. Wow. Kể từ giờ phút này mình tuyên bố team Thư chính thức không còn thuộc team UT nữa. Yeah. Chị khóc đều, em phải khóc cái này thì thế, giọng em ngạt không? Giọng em ngạt không? Không phải đâu. Và đầu gấu nha, bye bye.